chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đờn ca tài tử ấm mãi lửa đam mê của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nữ tài tử ca. Cô đã rất thành công và gây rất nhiều ấn tượng qua các vở diễn Tiếng Vọng Hang Hòn và Hương Sứ Đất Hòn. Và để biết một nữ tài tử ca đó là ai, hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài ca Trường Long Nhớ Mãi Ngày Về của tác giả Kim Phượng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chỉ có những kẻ chuyên là... Tại hội thi sân khấu cải lương Hương Sắc Cửu Long lần 1 năm 2019 tại tỉnh Cà Mau, đội đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang đã gây ấn tượng với tiết mục Hương Sứ Đất Hòn của tác giả Đình Đức. Trong tác phẩm này, nghệ sĩ Bích Trâm đã đạt huy chương vàng khi quá thân vào vai chị sứ, cùng phần thể hiện xuất sắc, nhập tâm và giàu cảm xúc. Bích Trâm có khả năng hóa thân trong nhiều thể loại vai, từ vai trẻ đến vai già, từ vai người Kinh đến vai người dân tộc. Trong vở Tiếng Vọng Hang Hòn của tác giả Đình Đức, vai diễn người mẹ Khmer tên Cà Sợi từng là một thử thách đối với cô. Nhưng qua quá trình tập luyện cực khổ, cô đã tỏa sáng trên sân khấu. Và một vai Cà Sợi đó là, cái nhân vật đó là khoảng 50 mấy, 60 tuổi. Thì em cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề đó, tại vì em cái tuổi của em nó không tới. Đó thì trong cái quá trình tập luyện đó là em phải ráng làm sao để cho cái giọng mình nó già thêm nữa, cho nó hợp với cái tuổi của cái nhân vật Cà Sợi đó. Cái thêm thứ hai nữa là bà Cà Sợi là người dân tộc Khmer, thì mình phải nói làm sao để cho cái tiếng mình nó lợ, cho nó giống Khmer. Thậm chí có những tiếng mình phải pha vô là tiếng Khmer. Thì em cũng rất cực phần đó. Thì em cũng học hỏi với là em tìm những cái người mà người quen á, biết tiếng Khmer đó, là em phải hỏi cái tiếng đó nói như thế nào. Thí dụ như là cái tiếng trời đất ơi là nói như thế nào. Từ nhỏ thì Bích Trâm đã rất là thích văn nghệ. Cái máu văn nghệ đó hình như là nó thấm sâu vào từ lúc khoảng 7-8 tuổi. Bích Trâm cũng giống mẹ, mẹ hát cũng rất là hay. Rồi em cũng có tâm nguyện là em sẽ truyền dạy lại cho cái thế hệ sau, cũng như là tất cả mọi người mà không có được mà được truyền tải á, cái bộ môn tài tử á. Thì em cũng xin thưa là em cũng có đang mở một cái lớp truyền dạy đờn ca tài tử cho các bạn cũng theo học, cũng được khoảng cũng gần 10 người. Dạ. Hằng ngày thì em cũng dạy cho các anh chị đó học những cái bài bản cải lương, những cái bài bản tài tử, cũng như là nhạc lý vậy đó chị, cách thể hiện giọng hát như thế nào vậy đó. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, tài năng của Bích Trâm đã được khẳng định trong đờn ca tài tử lẫn cải lương, cùng lối diễn xuất nhập tâm và ngoại hình sáng sân khấu. Cô trở thành gương mặt nghệ sĩ quen thuộc và nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng trong các sự kiện lớn, các lễ hội lớn của tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, Bích Trâm cũng thường xuyên được các tác giả chọn mặt gửi vàng,
thử sức với các vai diễn mới và gặt hái được nhiều thành tựu trong các hội thi quy mô cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Niềm say mê đờn ca tài tử và cải lương được Bích Trâm chia sẻ lại cho những người tri kỷ, để mọi người ở mọi lứa tuổi nghề nghiệp đều có cơ hội thử sức trong các lĩnh vực mới, và âm nhạc truyền thống của dân tộc sẽ được sống mãi cùng năm tháng. Dòng sông thơ mộng mài xanh trong thương và bi nhớ rạch ông hào chiều an khám lòng bâng khuâng nỗi trào dâng ngọn sông nỗi suy tư đang cháy bỏng ngây ngất trong lòng vào trong tâm tường. An Khang ơi sao mà thương mà nhớ, dù ở nơi đâu muôn trùng cách trở vẫn ghi khắc trong tim muôn thuở chăng phai mờ. Và mi con nước lừng lờ bức tranh quê khen ai khéo vẽ duyên dáng mỹ miều làm say đắm lòng ai đất anh hùng đã nuôi lớn những người trai quyết giữ lấy quê hương sinh tử xem thường anh lên đường thuở tuổi thanh xuân lấy máu xương mình viết lên trang sơ áo bà ba mặn mà duyên dáng hầu lòng em sao xuyên dương dấn trường long dương dấn phong mà.
hót liềm câu ca như rót mật vào lòng. À khám quê anh một lần em đến, được ngắm nhìn nét đẹp của miền quê. Phong cảnh hữu tình làm ngây ngất say mê. Tình đất tình người có tình anh trong đôi. Mấy mươi năm từ trong gian khó, anh chung tay xây dựng quê mình đẹp như bản tình ca. Dòng cơn xanh nghe gió ru bờ, dù đó chỉ là trong khoảnh khắc. Em nghe sao xuyến trong lòng anh trong đó, trái dưa quê hương làm mát dịu tình đời. Trăm ý gian lời cũng không kể hết về anh. Đức độ thuận lương người người gọi anh là người con của quê hương xứ sở. Sông quê con nước khi đông đầy, em gửi tâm tình này về đất mẹ Trường Long. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đờn ca tài tử ấm mãi lửa đam mê kỳ tiếp theo, mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ nhân vật được xem là cánh chim đầu đàn của câu lạc bộ Đờn ca tài tử Công viên Văn hóa An Hòa hiện nay. Quý vị và các bạn đừng quên đón xem chương trình của chúng tôi vào ngày thứ ba của tuần thứ tư hàng tháng trên sóng truyền hình Kiên Giang và trên YouTube truyền hình Kiên Giang. Để vào kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trên máy tính, quý thính giả truy cập vào địa chỉ youtube.com/KiênGiangTV. Trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, quý khán giả mở ứng dụng YouTube, nhập từ khóa Truyền hình Kiên Giang vào ô tìm kiếm, chọn tìm kiếm, sau đó chọn kênh YouTube Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang như biểu tượng trên màn hình.